Hello, chào mừng các bạn đến với kênh vlog của Hachu. Nhìn hấp dẫn hôm nào. Mình thì rất thích ăn vặt cho nên hay la cà hàng quán vào các buổi chiều tối. Thì đây cũng là một trong những quán quen thuộc của mình. Quán nằm ở 35 Bảo Huyện Thanh Quan. Tên Bé Boy nha, khu Bảo Huyện Thanh Quan này và khu Tú Xương thì có rất nhiều quán ăn vặt luôn. Mình thì hay ăn quán này. Quán bán rất là nhiều món như là bánh bột lọc, gỏi cuốn, bò bít, gỏi đu đủ, súp cua, phá lấu. Món mình hay ăn ở quán là bánh mì phá lấu và gỏi cuốn. Bánh bột lọc ở đây thì hơi khô, quán chỉ bán buổi chiều thôi, không bán buổi tối đâu. Giá cả ở đây thì cũng bình dân thôi, gỏi cuốn thì mình không nhớ nhưng mà phá lấu thì khoảng 25.000 một phần nha. Mình thì cũng rất thích phá lấu cho nên mình sẽ cố gắng review vài chỗ bán phá lấu ngon nữa tới các bạn. Vị phá lấu ở đây thì cũng khá ok, rất là đậm đà. Coi như chỗ đầu tiên này mình làm sẽ là một chỗ tham khảo cho các bạn ha. Quán thì cũng có cả nước nữa. Không gian quán thì cũng sạch sẽ và thoáng mát. Chiều chiều tụ tập bạn bè ở đây là hết sảy rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên đăng ký kênh để mình có thể theo dõi nhiều video hơn nha. Bye bye.